tuần rồi á là mình đã xem được 5 tiết mục vô cùng thú vị và đặc sắc rồi. Thì không biết là trong tuần này chị có chờ đợi một cái điều gì hơn như vậy nữa không? Vân vẫn chờ đợi một tiết mục mà làm cho mình có thể há hốc mồm ngạc nhiên á. Anh vẫn nôn nao như ngày nào. Anh cũng chả giỏi gì hơn ai, nhưng mà lời anh tới anh nói được 5 thứ tiếng. Anh nói tiếng Lào, người Lào người ta nghĩ anh là người Lào. Qua Pháp thì anh nói tiếng Pháp thì cũng như người Pháp. Vâng, thì anh cũng sống vài năm ở bên Thái, thì anh cũng nói tiếng Thái như người Thái. Sau đó thì tiếng Anh thì tất cả mọi người đều nói được, thì anh cũng nói tiếng Anh như mọi người, tất cả mọi người đều nói được tiếng Anh. Nhưng mà thật sự với cái tuổi 84 thì ban bình luận nghĩ là có thể nhảy được hả? Chứ em là nghĩ là không thể đâu. Trời ơi, thật sự là tụi con bái phục luôn. Hồi nãy ông Thanh Vân nói là trời ơi, chương trình có lộn không? Có lộn tuổi của cô không? Cô xác định lại cô có phải 84 không ạ? Năm nay 85 tuổi. Trời ơi. Đúng, đúng ra là tụi con phải gọi bằng bà. Bà ngoại đó. Bà già quá đi. Dạ cô, được rồi. Dạ. Nói cũng ngẫu tiếng, bây giờ thấy cha già điên này đâu có chạy quá trời. Mà nếu mà nói về Hòa Đồng hỏi cái ông già ông đi bộ ai cũng biết.